Ôi nhìn tô phở. Tô phở mẹ nấu nè mọi người. Này mẹ nấu hay chị nấu ta? Babe, who cooked the phở? My sister or my mom? Your sister. Trời, chị em nấu phở nè mọi người. Nhìn I think she used chicken broth or something. ngon không? Tastes like chicken. Hailey xin mời cả nhà ăn phở nha. Tự nhiên bữa nay không có cảm giác muốn ăn giá. Để ăn thử nha. Tại vì Hailey thấy phở nó lạc lõng rồi cái để giá vô nữa. Cái nó làm cho cũng như phở của mình nó lạc thêm hay sao á. Hailey cảm giác vậy. Nhưng mà cả nhà có thấy cái cục xương không? Thích nhất là những cái cục này nè. Là những cái cục này nè. Cả nhà biết không, nhà hàng Mỹ á nó bán cái cục này nè ha, kiểu như là nó cưa dài ra, chiều dài ra nhìn nè phân nữa, cái nó đem đi đi nướng nướng chỗ nó bắt mắt lắm nha mọi người. Được hai tay không, được hai tay. Không phải rồi, nó mà thấy cửa mở là nó phóng ra rồi. What a betrayer. Mời cả nhà nha. Phở này là chị hay đi nấu. Cả nhà biết rồi, nguyên gia đình đi ăn Burger In là nào á. Bây giờ là 7 giờ 20 tối. 7 giờ 20 tối Hailey mới bắt đầu được ăn nè. Cả nhà tin không? Nó đi ra đường là Hailey phải nhịn đói, về nhà mới được ăn. Còn không mấy là ăn cái gì mà trước khi mình biết mình được về nhà đó thì ăn. Nhưng mà mọi người đã ăn hồi nãy, ăn burger rồi, cho nên đâu có đi ăn gì nữa được đâu. Thôi về nhà ăn phở đi cho nó đỡ tốn tiền. Cục này mà mời. Dạo này muốn phở liền, không có cảm giác muốn phở. Không thích ăn gì nữa. Món nó ăn là phải có kèm theo một miếng dao ăn mới được. Không có nó khó ăn á. Ăn không vô. Nhà ăn biết còn nhiều quá ngán hay sao á. Tại nhiều nói rằng ra đường không biết ăn dạng gì, ăn gết nó ngạc phở phở phở. Không biết order gì phở phở phở. Đang làm video cho cả nhà chứ thật sự con người thấy rất là nhức luôn. Nãy liền mau uống ba viên thứ nhất, ba viên thứ nhất. Vậy đang cố gắng ăn phở các bạn, quay rồi tâm sự cả nhà. Thật sự thấy rất là nhức luôn cả nhà. Mấy ngày thấy là nhức mà thấy cứ nằm hoài luôn, nằm mà bỏ ăn bỏ uống á. Cái thấy đi tâm sự chồng thấy liền á, thấy là nói những cái lúc mình nó nhức nhè thấy chỉ muốn là tự tử mà chết cho xong á, không có muốn sống làm gì nữa mọi người. Tại vì
cái nhức này nó cứ dính theo mình năm năm mấy trời á, mình rất là mệt mỏi, xỉn nó nhức lắm, nó giật dữ lắm, giật đau, rất là mệt mỏi ấy, không có muốn còn sống nữa. Nhưng mà nhiều khi nghĩ tới con mình gán mình sống, thật sự ra không có còn ham muốn gì trên đời nữa. Để review ăn phở chút xíu giờ tâm sự cả nhà ăn xíu thôi, nói với cả nhà là tới giờ hết thì mới về nhà mới được ăn thôi, chứ nguyên ngày đi làm mấy người kia được ăn là thấy là nhìn đói bởi vì bệnh khổ lắm cả nhà. Nhưng mà cũng phải tích cực chứ không phải là tiêu cực là tại sao thấy đi coi video có quá nhiều người khổ hơn mình vậy là sướng lắm rồi đó. Nhưng mà thật sự ra cô không muốn què làm gì đâu, phải đi đứng được cái đó mới là sướng, còn nghe què đâu có sướng gì đâu. Nhưng mà nếu như mình nhìn xuống nữa là mình là rất là may mắn rồi, cho nên cũng không có kiểu mà khóc lóc mà than thở làm cái gì. Nhưng mà có cả nhà lúc nào cũng theo ủng hộ là thấy là vui. Cảm ơn cả nhà nha, lúc nào cũng ủng hộ Giang Ngồi Hay Lì nha, và cứ tiếp tục theo dõi Hay Lì, thấy Lì vui, đó là cái động lực Hay Lì sống mỗi ngày á, để đọc được những cái bình luận, những cái lời khen, những cái lời an ủi, những cái lời tâm sự mà Hay Lì có thể sống sống mỗi ngày để vui. Bye love you, bye bye. Hi Pinky, ba đứa con về với má mì rồi. Ba đứa con về với má mì rồi. Bị chân bị thương ở nhà nó bị chặt á, nhưng nó nhảy xuống nó té hay sao á, nửa đêm nghe cái bùm. Giờ chân đi cả nhắc nhắc. Well, babe, I got a scary ass story to tell you. What? When I finish the shower. Okay. You be like, what? Hi baby, how you been? Go sleep nhá. Đi ngủ đi. It has to do with K-Map. Con nghiệp con quá, con đi cả nhắc cả nhắc rồi. Con đi cả nhắc rồi, bên kia. Lòi ra hay liều quả nè. Tụi nó thích nằm trên mấy cái đống quần áo mà mới vừa xếp xong ở nhà, giặt xong á, thơm tho, thích lắm. Thích nằm ra nhỉ. Gì con, lại đây. Lại đây, nằm mắt đi. Pinky, nằm đây. Nằm đây, giỏi. Good boy, mommy thương. Mommy thương. Mommy thương. Mẹ thương. Mẹ thương. Mẹ thương. Hai thằng giật lỏng nhau. Thi quay stop. Hai thằng giật lỏng nhau. Vậy ba ba cái gì con? Dạ đứa ăn góc đi. Đứa ăn góc đi, chị ngủ nè. Hai thằng nào cũng la lử.
I have no idea. I don't know either. Yuki? Okay. Stop breathing hard. So cute. So cute. Mom, I like that dog more. Yuki? Mm. Yeah. Huh? You like Yuki more? Yeah. So cute. Pinky, calm down. Oh, feel some peace now. Mom, you're disgusting. Why? But I saw your face like it's like you love me. Yuki, it's adorable. Yuki. Here, put on Pinky. Pinky, come here, boy. Pinky, go, go. Go, Daddy. Go, Daddy. Go, Daddy. Good boy. Good boy. Oh, my gosh. We'll see the stream, Pinky. Oh, they're matching brother-sister. Brother-sister. I can't lift him up because, both feet getting heavy. Yeah. He can't put weight on it. Oh, really? Oh, look at that. Oh, okay. So cute. Oh, you're so cute. Pinky. Ding, ding, ding. Ding, ding. Do, have a boy. You're so cute, a boy. Aww, matching sweater, brother and sister. Aww. Aww, nhìn Yuki. Yuki, hi baby. Hi, Pinky, Pinky. Hi. Hi, Pinky, Pinky. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Pinky, mommy chụp hình cái coi. Pinky. Hiyo. 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 Yuki. Pinky. Pinky. Chichi. Chichi. Hi Toby. Hi Toby. No Yuki. No Yuki. You get that treat later? You're talking loud, I can't hear. You get that treat later? Want to leave it like this? Yeah. Just around the block, not too long, because I got a kit all ready to go. Yuki. Đây cái chân cà bụi cà bãi tội nghiệp đau lắm. Giờ khép mối sao cái chân con cứ nhịu hoài vậy? Hay là con mập quá đi không nổi? Tại sao nó mất mày? Tại sao? Why?